tối ngày 7 tháng 9, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Qua báo cáo của các huyện, thị xã và thành phố, tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 9 năm 2024, bão đã gây ảnh hưởng, thiệt hại cho các huyện, thị xã và thành phố như sau. Về người, không có trường hợp thương vong, số hộ sơ tán 114 hộ. Về cơ sở vật chất, nhà bị tốc mái hư hại 951 nhà, nhà sập 1 nhà, cây xanh bị gãy đổ 9.236 cây. Thiệt hại về hoa màu, ước tính diện tích thiệt hại 14.296,7 ha, trong đó lúa 12.119 ha, cây màu 493 ha, cây ăn quả 1.840,7 ha. Theo báo cáo của ngành điện, mất điện tổng số 8 lộ đường dây 110 kV đã khôi phục vận hành 8 trên 8 lộ đường dây 110 kV. Số khách hàng bị ảnh hưởng mất điện ước khoảng 326.000 khách hàng. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 và hoàn lưu sau bão số 3, từ sáng sớm nay đến sáng sớm ngày 10 tháng 9, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để kịp thời khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3 và ảnh hưởng mưa lớn của hoàn lưu bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.